Hiện tại đoàn nhà xe kéo máy cắt di chuyển đi đường giữa em ơi. Tiếp theo xe kéo luôn. Rồi, mình đi theo cây 100 mình quay cho anh em mình xem ha. Rồi, hiện tại cây 100 đang di chuyển anh em ơi. Xe kéo luôn. Rồi, cây 100 hiện tại đang di chuyển nãy giờ cũng đường cũng khá xa anh em. Rồi dướng cái hàm hay gì vậy? Quá đứng luôn anh em ơi. Ok, đứng sững luôn. Ở đây cũng có cây 70 blade nữa. Đây cây 70 blade. Cây 70 blade đụng độ với cây 100 anh em ơi. Cây 70 blade này sắp sửa lên dĩa rồi. Còn ở đây thì cây 100 chuẩn bị đang lên bao anh em ơi, nãy giờ di chuyển đường cũng khá dài. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kênh Dũng miền Tây của mình ha. Cây 100 này Kubota 105 đời 2021 anh em ơi. Đang ba cái bờ anh em ơi. Chuẩn bị qua đây lụm luôn. Nó cắm xuống. Qua cái bờ là giật liền ha. Lẽ này cũng chịu đẩy quá anh em ơi. Đây cây 70 blade. Cắt riêng lô chứ không chạy chung anh em. Cắt gần bên. Còn cây 100 thì đang phanh cua qua. Ở đây thì cũng mới mở đồng bữa nay luôn anh em ơi. Hiện tại cây 100 với cây 70 blade đang mở đồng. Đồng này thì đồng xã Ly Chì, huyện Chi Tôn, An Giang. Rồi 70 blade dẻ chính giữa. Quá bơi rồi. Ôi ơi 70 này sắp lên dẻ mà bơi dữ rồi. À. 70 này đi tốc độ luôn anh em ơi. À. Có chỉ một người hứng anh em ơi. À. Cái 70 này. Còn cái 100 này hai người hứng, hai người cột. Ở đây thì lúa này là lúa ruộng trên anh em.
70 plus này cũng bơi dữ lắm bơi. Tốc độ bàn thờ. Ở đây thì khuôn gọn gọn không anh em ơi, không phải như ở dưới đồng bằng của mình. Ở đây thì gần chân núi nè. 10 bây giờ thì chiếc nào cũng dễ chơi anh em à. Bình tốc độ hết. Chạy đang cho hư mua cái máy khác chứ 70 giờ lỗi thời dữ lắm à. Còn đây cũng ta 105. Quất lúc mỏ luôn. Chuyển đường cũng khá là dài. Như vậy thì lúc này cây 100 lụm ngay chính giữa luôn anh em à. Đất núi thì khuôn gọn gọn thông anh em ơi. Lúc này thì ở dưới đồng bằng dưới thì bà con đang xạ lại, lúc này thì trên núi đang thu hoạch. Có khi trèo lên nửa lưng chừng trên núi cắt lúa trên núi. Khuôn này cỡ chừng 3-4 công gì à, anh em ơi, muốn bự không? Xe kéo này hỗ trợ cho cây 70 plus anh em à. Chơi cái bồ quá nổ. Cây 70 plus này chịu sắn lắm. Cây 100 đang trẻ giữa tiếp tục. Đóng lúa luôn. Trăm lẻ này hàm nói sao mà có cái khớp nói à. Ở đây thì chuột ít lắm anh em ơi. Có đồi núi sóc nhan đồ. Mà lúc này chắc nó lên núi hết rồi. Xe kéo hỗ trợ cho cây 70 plus nổ dữ dằn không? Bơi quá bơi. 70 plus này hàm zin. Được hàm 95 á, hốt cái máy nhanh. Còn đây cây 100 đang đi lên anh em ạ. À. Thank you.
Mới đây mà tém cũng muốn hết rồi nè. 3m2 thì lọt lòng còn lại 2m7 cái hàm của nó. Thì 2-3 công, 3-4 công thì mười mấy phút là xong anh em ơi. Còn xe kéo thì chưa có đi xuống gom lúa anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Cái kéo này hỗ trợ cho cây 70 blade chơi cái bô nổ à. Dữ dằn không?